Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt sẽ cùng bạn tìm hiểu viên pin cúc áo của hãng Chameleon. Đây là pin Alkaline, có mã là AG11 hoặc là các mã tương đương là LR58, 162, LR721 hay là 361, 362. Pin này được đóng vỉ 10 viên 1. Đây là vỉ 10 viên pin AG11. Các viên pin này thì có đường kính là 7,9mm và có chiều dày là 2,1mm. Trên mặt pin thì có in chữ LR721 là mã nguyên pin và nhãn hiệu là Chameleon 0%HG. Vị thế viên pin là 1,5V và thường được sử dụng cho các thiết bị đeo tay hoặc là thiết bị cầm tay như đồng hồ chẳng hạn. Thì tùy vào các cái loại thiết bị cần cái cỡ pin như nào thì các bạn sẽ chọn cái đường kính và chiều dày. Thông thường là chọn con mã pin. Pin này có hạn sử dụng khoảng 3 năm. Ghi ở trên này. Ví dụ đây là 2023 và được sản xuất tại Trung Quốc. Để tìm hiểu kỹ hơn về viên pin Chameleon AG11 và các loại pin khác, các bạn có thể truy cập trong web gia dụng em việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.